Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Xe Heo Hơi ngày hôm nay, thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động ở cả ba miền, mức giá phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận thông tin tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam, trong ngày mùng 3 tháng 11, số lượng heo hơi về chợ là khoảng 4.500 con, mức tiêu thụ của chợ trong ngày là khoảng 4.000 con nên còn tồn ế 500 con. Giá heo hơi chọn loại 1 và loại 2 không giảm, nhưng do còn tồn ế 500 con nên giá heo lỗi, heo loại có giảm 1.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam trong ngày mùng 3 tháng 11 với heo siêu 3 máu loại 1 dao động từ 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, loại 2, loại 3 còn từ 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Sâu hơn nữa thì chỉ còn giá từ 46 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hai máu bán chọn loại 1 dao động từ khoảng 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Loại 2, loại 3 từ 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Sâu hơn nữa thì từ 44 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Giá heo lai áp siêu bán chọn loại 1 phổ biến ở mức 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Sâu hơn thì ở mức 45 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Loại 2, loại 3 cũng chỉ ở mức 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Giá heo lai thường thì dao động từ 42 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Heo cỏ thì dao động từ 39 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, theo ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, giá heo hơi tại các địa phương hiện nay không vượt quá mức 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá thành chăn nuôi ước tính đã đạt mức 60.000 đồng trên 1 kg do giá con giống, giá thức ăn, giá thuốc men liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại. Với diễn biến này, nhiều người chăn nuôi, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang chịu thua lỗ. Trong khi giá heo hơi trong nước liên tục sụt giảm thì giá heo hơi tại các nước giáp Việt Nam lại tăng mạnh. Theo số liệu được Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cập nhật ngày 1 tháng 11, giá heo hơi trung bình tại Thái Lan ở mức 79.000 đồng trên 1 kg, cao hơn gần 20.000 đồng trên 1 kg so với giá heo trong nước. Giá heo hơi tại Trung Quốc từ mức 90 cho đến 98.000 đồng trên 1 kg, cao hơn gần 40.000 đồng trên 1 kg so với giá heo hơi tại Việt Nam. Ông Công cho rằng để giảm bớt lượng heo đang dư thừa hiện nay, cần có sự linh động nào đó về mậu dịch biên giới để gỡ khó cho ngành chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay giá heo hơi tại miền Bắc không có sự biến động và giữ ở mức 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam giá dao động trong khoảng từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh vùng cao, giá heo hơi thấp hơn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ một giá và dao động trong khoảng từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung và Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Vùng giá cao tập trung tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giá ở mức 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng dao động quanh mức 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong khoảng từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận có giá từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 56.000 đồng trên 1 kg không phổ biến. Giá heo hơi hôm nay tại Tây Nguyên vẫn ở mức thấp nhất cả nước, trong khoảng từ 50 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk bình quân từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông dao động từ 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cũng giữ ở mức 51 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương có mức giá 57.000 đồng trên 1 kg nhưng không nhiều. Cụ thể, ở Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh dao động quanh mức 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Những đàn heo đẹp vẫn có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg nhưng không phổ biến. Bình Dương, Bình Phước trong khoảng từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ giá phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu,
Hậu Giang giá chỉ từ 52 cho đến 55 nghìn đồng trên 1 kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn trong ngày hôm nay là hơn 5.000 con, trong đó đáng chú ý lượng heo có trọng lượng nhỏ từ 50 cho đến 65 kg trên một con về chợ tăng đột biến, khiến cho cuối phiên giao dịch giá thịt heo giảm mạnh. Giá thịt heo sỉ loại 1 đầu phiên ở mức 72 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg, heo loại 2 giá từ 55 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là giá heo hơi cụ thể tại từng địa phương trên cả nước trong ngày hôm nay. Tại Hà Nội, trong ngày hôm nay giá heo hơi phổ biến trong khoảng từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận tại Sơn Tây, Ba Vì, Hà Nội, các hộ chăn nuôi hôm nay bán được với giá 56.000 đồng trên 1 kg. Tại Hưng Yên, giá dao động trong khoảng từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình, giá dao động từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Theo một số hộ chăn nuôi thì tùy thuộc vào chất lượng heo mà bán được với giá 53 cho đến 54 hay là 56.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương, giá dao động trong khoảng từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Theo một số hộ chăn nuôi tại Thanh Miện, Hải Dương, hôm nay bán được với giá 53.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam, giá dao động trong khoảng từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh, 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng, giá bình quân từ 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nam Định, 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình, 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ, 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tại Thái Nguyên, giá bình quân trong khoảng từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc, 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Theo một số hộ chăn nuôi tại Bắc Giang, với heo lai siêu hai máu, cám lắc, biểu cân 110 bán được với giá 52.000 đồng trên 1 kg. Còn heo cỏ giá từ 47 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang, giá dao động trong khoảng từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận tại Yên Sơn, Tuyên Quang, giá heo hơi trong ngày hôm nay đứng giá ở mức 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn, từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn, 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng, 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai, 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái, 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu, 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên, 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Sơn La, 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Hòa Bình, giá bình quân trong khoảng từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận tại Kim Bôi, Hòa Bình, heo đẻ biểu 120 kg, thương lái đang mua với giá 53.000 đồng trên 1 kg. Hà Giang, 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại các tỉnh ở thị trường miền Trung và Tây Nguyên như sau: Thanh Hóa, 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An, 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh, giá bình quân trong khoảng từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình ghi nhận mức giá khá thấp, 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị, 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Huế, 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam, bình quân trong khoảng từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đà Nẵng, 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi, 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên có giá nhỉnh hơn một chút, 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa, 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bình Thuận, 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bình Định, 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, giá bình quân trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông, 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng, 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Còn giá heo tại các tỉnh ở thị trường miền Nam như sau: Bà Rịa, Vũng Tàu, dao động trong khoảng từ 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đồng Nai, 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh, 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước, 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg.
Tại Tây Ninh ghi nhận mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Long An, Tiền Giang ghi nhận mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hai tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng ghi nhận mức giá khá thấp, từ 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. An Giang 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Hậu Giang giá bình quân trong khoảng từ 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tại Kiên Giang giá bình quân trong khoảng 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trên đây là bản tin giá heo hơi ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.